Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2021, đoàn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã có chuyến thăm làm việc cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tại văn phòng Ban trị sự thành phố Việt Nam Quốc tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm trưởng đoàn, ông Trà Quang Thanh, vụ trưởng vụ công tác tôn giáo phía Nam, ông Đào Huy Cường, Phó vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Duy Tân, Phó giám đốc Sở Nội vụ, trưởng ban Tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thừa lệnh trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, tham gia tiếp đón đoàn có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kiểm soát Phật giáo thành phố, Hòa thượng Thích Huệ Văn, Phó trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban kinh tế tài chính Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự Phật giáo thành phố, Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó thư ký ban trị sự Phật giáo thành phố cùng chư tôn đức ban trị sự. Tại đây, ông Nguyễn Tiến Trọng đã thay mặt đoàn gửi lời vấn an tới trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đồng thời chia sẻ những khó khăn cùng ban trị sự cũng như chư tăng ni trong thời gian của đại dịch COVID-19 đã có những mất mát do không may bị nhiễm bệnh và cũng chúc mừng những tăng ni đã vượt qua. Ông Nguyễn Tiến Trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp tích cực của ban trị sự và tăng ni Phật tử cho công tác từ thiện, chung tay cho công tác phòng chống dịch bệnh như ủng hộ vật tư, trang thiết bị y tế đến các bệnh viện tuyến đầu, tặng nhu yếu phẩm đến hàng ngàn người dân trong các khu phong tỏa cách ly vì dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Ông cũng đảm trực tiếp chứng kiến ghi dựng, tặng xe cứu thương của thành hội tới các bệnh viện. Đó là điều hết sức tích cực, góp phần chung tay với nhà nước đẩy lùi dịch bệnh. Ông hy vọng thời gian tới ban trị sự tiếp tục phát huy làm nhiều việc ý nghĩa để hướng tới kỷ niệm thành tựu 40 năm của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt ban thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Đức đảm cảm ơn tổ công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Trọng đến thăm và động viên trong tình hình thành phố Hồ Chí Minh dịch bệnh còn phức tạp. Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm chánh thư ký ban trị sự cũng thông tin đến đoàn về các hoạt động của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trong mùa dịch và hứa sẽ tiếp tục đồng lòng với Đảng và nhà nước trong công tác phòng chống dịch cũng như khuyến tấn kịp thời tăng ni Phật tử, tích cực đóng góp về tài lực trí lực nhằm san sẻ khó khăn đối với lực lượng y tế tuyến đầu trong việc đối phó với đại dịch COVID-19.